Đại như sa lân thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, sắc 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 quang, bạch sắc bạch quang, dị dị hương kiến xa là thật cần lạc quốc đó thần tốt nhớ thì công đức trang nghiêm. Ở xa là thân bị Phật quốc đó thành cường tác thiên nhất quỳnh kiên di đi chú gia lúc thời vô thiên mãn đà la kỳ độ chúng sanh. Hương vị thanh tăng các vị sức thành chúng vị hoa cúng dường thả quân cầm nhạc ngất cả phần yên tất vị thực thời hoàng đạo bọn quốc khoản thực kinh hành. Xa là tất cả là quốc đạo thành tốt như thì công đức trang nghi ma phục ngạc thấy xa lại thất bị quốc thường hấu. Chống chống kỳ thập sắc chi kỳ và ta không thức âm gió xá lợi ca lân tầng và cộng mãn chi kiểu thị chư chung kiều chư gia lục thời sức hòa nhã âm. Kỳ âm dưỡng xuyên ngộ cân ngộ lực thất bào đề phần bất thanh đạo phần như thị đẳng y pháp kỳ độ chung sanh dần thị âm dĩ. Dạy thân niệm vạn niệm pháp niệm tăng xa là thân ngự dân dị tự tiêu thị thiện thị trừ. Ý nhân ý sở sanh sở dị giá hà bị Phật quốc đạo vô tạm ác đạo xa là thất bị Phật quốc đạo. Hà ý đạo ý thượng vô ác đạo chí danh hảo ngộ thiệt thị trừ chung tiêu và thị a dư đà phật nhập linh pháp âm tiên lô biên qua sở tác xa là đăng bệ và quốc độ dị phóng si động chư ba hàng thọ cầm bao la dòng sân kỳ diệu anh thấy nhờ ba thiền chúng nhắc đồng thời có tác dân thị âm giá. Tự nhiên giới sanh a niệm phật niệm pháp niệm tăng chi tâm xả là thất kỳ phật quốc độ thần tôn nhớ thị công đức trang nghiêm. Xa lời thất cơ ngữ ý dân hà bị Phật hà có hiệu á dư đà xa lời thất bị Phật quang minh. Do làng chứ tạp phương quốc do xa chứ ngại thì con ngại thì cô hiệu á dư đà hậu xa lời thất. Thôi bị phân thỏa mãn tập kỳ nhân dân vô lượng do biên tăng kỳ trước cô danh a di đà sa là thất a di đà phật thành phật di lai kim thầm kiếp khổ xa lối thất bị phân nghị hổ vô thượng vô biên thánh văn đệ tử gia lãng phi thầy tâm số chỉ sợ năng chi chư bồ tát chung diệu phục nhờ thầy xa là thất bị và quốc đạo thành tự nhờ thầy công đức giang nghiêm hậu xa là thất cực là quốc đạo chúng sanh sanh giả giá thầy bề bạc chí kỳ chúng đau nhất sanh bổn sức chỉ số thành đa phi thầy tâm số sợ năng chi chư đăng khởi vô lượng giờ biển tăng kỳ thiết xa là tất chúng sanh ở dân dần được phát nguyện nguyện sanh đi quốc sở di gia hàng tất giữ nhớ thị chưa khương thiện câu hồi nhất sư xa lợi thất bất khả di tiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc xa lời đất nhược khổ thiện nam tử thiện nữ nhân dân thiết a di đà phật chấp gì danh hiệu nhật nhược nhì nhật nhược tam nhược nhược tứ nhật nhược ngô nhược nhược lục nhược nhược thá nhược nhược nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mang chung thời a di đà phật giữ chư thân chung hiện tại kỳ tiền thị nhân chung thời tâm bất điên đảo tức đất dân sanh a di đà phật ý cần là vân đầu xa lời thân nhã kiên thị là gọi thiệt thị ngon nhờ khổ chúng sanh dân thị thích dân được phát nguyện nguyện sanh đi quốc đạo xa là thân nhã kiên giả y tán thang a di đà phật bắc hà từ ngày công đức chi lợi đông khôn diệt khẩu a xúc bệ phật tự di tư phật đại tự di phật tự di quan phật diệu ơ phật chư thi đẳng hẹn hà sa số chư phật
các ơi kỳ quốc sức quản toàn thiệt tướng biên phố toàn thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt đoàn người đặng chúng sanh đường tâm thị sẵn tán bất khả từ ngày cầu đất nhất thiết chở Phật xã hội niệm kinh xá lợi thân nam phương thế giới hữu nhật nguyệt đăng Phật chính dân quan phần đại diện kiến Phật Tô Di đang mà Phật do lượng tinh tấn Phật nhớ thì đang hàng xa số chữ Phật các ư kỳ quốc sức quán tượng thiệt tướng biện phụ tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngôn ngờ đảng trong thành đường tình thì thượng tán bất khả tức nghị cao đất nhất thiết chư Phật xã hộ niệm kinh xá lợi thất tây phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật do lượng tướng Phật do lượng chàng Phật đại quan Phật đại mạnh nó hoàng bao tương y hòa tịnh quang phật như thị đẳng hàng hà xa số chư phật các ư kỳ quốc sức quán tượng thị tượng biển phủ tam thiên đại thiện thế giới thiết thành thiệt ngon ở đà chúng sanh đương tịnh thị dương thẳng bất khả thứ ngày công đức nhất thiết chư phật xã hộ niệm kinh xá lợi thất bất phương thế giới ôi diên kiến Phật tôi thắng âm Phật nam chờ Phật nhật sinh Phật chống minh Phật như thì đẳng hạng hà xa số chư Phật các ư kỳ quốc sức quán tượng thiệt tượng biên phu tám thiên đại thiên thế giới thiết thành thiện ngon người đặt chúng sanh đường tinh thì sinh tán bất khả thứ người cao đất nhất thiết chư Phật sờ niệm kinh xá lợi thất hạ phương thế giới hữu sự tử Phật dịnh dân Phật dinh quan Phật đặc ma Phật pháp vàng Phật kỳ pháp Phật như thì đăng hàng hà xa số chư Phật cả kỳ quốc sức quản tượng thiệt tượng biển phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngon người đặng chúng sanh đương tinh thị sinh tan bất khả từ kỳ cao đất nhất thiết chư Phật xã hội niệm kinh xá lợi thất thượng phương thế giới hộ phạm năm Phật tối dương Phật hương tượng Phật hương quan phần đại diện kiến Phật tâm sắc bảo qua nghiêm thang Phật ta la thọ dương phần bảo qua đức Phật kiến nhất thiết nghĩa Phật nhớ tu di sanh Phật nhớ thì đăng hàng hà xa số chư Phật các ư kỳ quốc sức quán tượng thiện tượng biện hộ tam thiên đại thiện thế giới thiết thành thiệt ngon người đàn chúng sanh đường tinh thì sáng tán bất khả thơ ngày cao đất nhất thiết chư Phật sò niệm kinh xá lợi thất ân ngự ý dân hà hà có danh gì nhất thiết chư Phật sò niệm kinh xá lợi thất nhà khẩu thiện nam tơ thiện nữ nhân y dân thị kinh thọ trì giả cập dân chư Phật danh giá thị chư thiện nam tơ thiện nữ nhân giá gì nhớ thiết chư Phật chỉ sò niệm gia bất khối chuyển ư á nậu đa la tam niệu tam bồ đề thì cô xa lợi thân ngự đẳng giai đương tinh thọ ngã ngữ cập chư Phật sở thiết xa lợi thân nhà hữu nhân gì phát nguyện kỳ phát nguyện đường phát nguyện dục sanh a di đà Phật quốc giả thì chư nhân đẳng giai bất khối chuyển ư á nậu đa la tam niệu tam bồ đề ư bị quốc độ nhất chỉ sanh nhờ kiểm sanh nhật đương sanh thị có sao lợi thật chư thiện nam tử thiện thể nhân nhờ khổ tính giả ân đưa phát nguyện sanh bị quốc đạo xá lợi thân ngã kim giả xưng tán chư Phật bất khả tứ nghị công đức vị chư Phật đặng diệt xưng tán ngã bất khả tứ nghị công đức nhị tất thiện ngôn Thích Ca Mâu Ni Phật năng diệt tâm năng huyền hậu chi sự ta bà quốc đồ ngô trực ác thế kiến trực phiền não trực chúng sanh trực mãn trực chung đất a nậu đa la tam địa tam bồ đề di chư chúng sanh tiên thị nhất thiết thế gian năng tính chi pháp xá lợi thất đương chi ngã ư ngộ trực ác thế hình sự năng sự đất a nậu đa la tam địa tam bồ đề chi nhất thiết thế gian thiết thử năng tính chi thì vị thâm nan phần nghị thiết thử kinh vị xa lợi thất cập chư tỳ thiên nhất thiết thế gian thiên nhân a tô la đắng dân a phật xa thiết khoan hỷ tính thọ tác lễ nhị khứ phật thiết a di đà kinh tê phương giáo chủ tịnh độ năng nhân tư thà với nguyện đỡ chúng sanh phát nguyện tế hoàng thâm thượng phẩm thượng sanh đồng quá bố liên thành nam mô tịnh độ phẩm bồ tát 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 ma ha tát
chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai chí tâm. Đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai chí tâm. Đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai chí tâm. Đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang Như Lai chí tâm. Đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Như Lai chí tâm. Đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Thanh Tịnh Quang Như Lai chí tâm. Đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Quang Hỷ Quang Như Lai chí tâm. Đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Chí Huệ Quang Như Lai chí tâm. Đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hội Chí Huệ Quang Như Lai chí tâm. Đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Nàng Tứ Quang Như Lai chí tâm. Đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Bất Đoạn Quang Như Lai chí tâm. Đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Sinh Quang Như Lai chí tâm. Đảnh lễ Nam Mô An Dương Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai Bộ Khuyết Chân Kinh Ma Bát Nhã Ba La Mã Đa Tâm Kinh Quang Từ Thái Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mã Đa Thờ Phò Nguyện Pháp Giới Chư Chúng Sanh Tất Giảng Do Lượng Quang Hòa Sẽ Nguyện Tiêu Thân Chương Chờ Quyền Nào Vì Đức Chí Vệ Chân Minh Liệu Phò Nguyện Tổ Chương Tất Tiêu Trừ Thế Thế Thường Hành Bồ Tát Đạo Nguyện Sinh Tây Phương Tình Đạo Chúng Cô Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu Quả khai kiến hoàng hộ vô sanh bắt với Bồ Tát Di Bàn Lữ Nguyện Di Thư Công Đức Phò Tàu Phương Nhất Thiết Ngạ Đằng Giữ Chúng Sanh Gia Công Thành Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật Phục Nguyện Tám Bảo Chứng Minh Qua Thần Hồ Niệm Bồ Tát Thanh Văn Phạm Dương Tế Tích Tự Thiện Dương Trung Thiện Long Bát Bồ Pháp Thần Dương Thiết Thiện Thần Động Tỳ Gia Hộ Đệ tử Thọ Trì Kỳ Siêu Linh Chánh Ni Đạo Hiện Linh Tánh Ni Lý Quang Giảng ý vô ý nhâm dặn ni ngày 23 tháng 10 quân sanh ni quý nhà Giảng ý nhâm dặn ni quân sanh quý nhà Mười hưởng thọ 80 tuổi tốt xã mê đạo siêu sanh trên đầu Phục nguyện nhất thành thượng đạt dạng tội bắn tiêu Nguyện hương linh đất độ cao siêu kỳ gia quyến Hàm chim lạc phổ nguyện âm siêu dương thới Khắp giới chúng sanh tình dữ vô Tình đề thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật Tiêu diêu chân thế giới ta làng bảo liên đài hiệp trưởng thế tôn tiền như là thân thờ ký Nam Mô Cầu Siêu Lạc Độ Bồ Tát Nam Mô Cầu Siêu Lạc Độ Bồ Tát Nam Mô Cầu Siêu Lạc Độ Bồ Tát Tự á quy phật đô nguyện chúng sanh thế giới đại đạo pháp vô thượng tâm Tự quy pháp mà đơn nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng chi huệ như hải Tự quy tăng đưa nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại Tăng hồi nghệ giống hồn giống hồn từ ta bồ tát linh sàng khởi thân đành lợi hưởng linh tư báo